Ngày tháng trôi qua thật dài, anh vẫn mong em trở lại. Và dường như trong tâm trí anh em vẫn luôn tồn tại. Đến khi anh nhắm mắt lại, chuyện tình mình đã phôi phai. Em bước đi cùng ai, tìm em xa anh mãi mãi. Phải cố quên đi một người, mang đến cho anh nụ cười, để rồi lại làm anh đau khi hai ta mất nhau. Anh sẽ quên đi tình đau, sẽ xóa đi bao u sầu. Anh muốn yêu em dài lâu, nhưng hai ta đành mất nhau. Hi, yo, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh GG Tụt Tốc Chiến. Lại là mình đây. Sắp đến Tết rồi, nhà nhà rất vui. Sắp đến Tết rồi, dọn nhà rất vui. Không biết là thời điểm này là thời điểm sát Tết các bạn đã dọn nhà hay chưa? Và dọn nhà xong có thấy mệt hay không? Nếu mà các bạn cảm thấy mệt, cảm thấy buồn quá, cảm thấy chán quá thì các bạn hãy vào ngay, làm ngay một trận đấu Liên Minh Tốc Chiến nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ đem đến cho tất cả các bạn sức mạnh của anh chàng Z. Và quả thật thì cao đấu ngày hôm nay hơi bị khoai, hơi bị xương. Như các bạn cùng quan sát là mình đang phải đối đầu với một cái con hồ ly Ari. Đấy, Ari. Rất là khó chịu các bạn ạ. Mà bản thân mình bây giờ mình chưa lên được level 3. Bây giờ mình chỉ có thể nhịn nhục được thôi. Đầu game nhịn nhục nha. Khi mà lên được level 3 thì mình sẽ trả đũa sau. Trả đũa bằng cách chúng ta chỉ cần tạo bóng và sử dụng chiêu 3, sử dụng chiêu 1 để có thể cấu rỉa máu được cái con hồ ly kia. Chứ còn không bây giờ ấy, mình chỉ có thể cấu rỉa nó bằng chiêu 1 thì nó không được thấm đâu. Phải sử dụng theo combo. Sắp lên được level 3 đây rồi, level 3 đây rồi nha. Lựa lựa thời cơ một tí, sau đó mình mới tạo cái bóng ra, rồi kích hoạt chiêu 3, rồi kích hoạt chiêu 1. Nào chơi luôn. Này đấy, chưa cấu rỉa chưa? Đây chỉ là cấu rỉa xương xương thôi. Nhưng mà mỗi tuần là chiêu thứ hai của vị tướng Z hồi rất là lâu. Dù sao thì mình cũng phải chờ đợi để có thể tiếp tục cấu rỉa được vị tướng Ari. Ari nó được cái sải tay dài, sử dụng kỹ năng xa để nó cấu rỉa rồi. Chiêu 2, chiêu 3, chiêu 1, úi giời. Từ từ. Nào, bắt bóng một cái, chém nó luôn, chém luôn. Ý, thế là mình lách được ra, không quả đấy là bị nó hôn cho một cái là toang các bạn ạ. Quả thật thì hiện tại mình đang ở mức danh, mới chỉ là mức danh lục bảo thôi. Nhưng mà để mà bắt gặp được Z trong một trận đấu thì rất là khó khăn nha mọi người nha. Anh em ơi, mình tới đây. Mình tới đây đánh nhau tiếng mình là không được. Nào, áp sát luôn, Javan không còn quá nhiều máu, cắm luôn cái tiêu đốt vào. Ôi lôi kìa, không cắm được. Thế thì mình xin một mạng thơm luôn. Và Ari thì bạn cũng bốc hơi. Đồng thời mình có chiêu cuối rồi mình về đây. Như này là rất là thơm rồi. Ăn được một mạng, hỗ trợ một mạng nha. Ui cái gì đây, em có chiêu cuối mà. Ồ bà nó vừa thôi, cấp độ bà đánh nhau với mình. Thôi, giật bóng về một cái. Ok, thế là mình có mạng của Lee Sin rồi. May là quả đấy mình còn chiêu cuối đấy. Nhưng mà Lee Sin cũng hơi bị hổ báo cơ. Yếu máu, à đâu. Thua mình với cấp độ mà vẫn hổ báo được. Thế tài thì ở mức danh này vị tướng Z không được sử dụng thường xuyên nha. Bởi vì lý do à, thời điểm đầu game chiêu cuối của Z hồi rất là lâu. Và đối phương chưa có được cái đồng hồ cát đúng không? Thì các bạn vẫn có thể tận dụng được. Mỗi tuần là chiêu cuối nó hồi lâu thôi. Thì mỗi lần tận dụng phải mất một khoảng thời gian dài. Các bạn mới có thể là tiêu diệt được đối phương khi mà chờ đợi chiêu cuối lúc đấy mới hoàn thiện được combo. Còn nếu mà đánh về thời điểm giữa game và cuối game ấy, Z không được chơi, rất khó để được chơi. Bởi vì team bạn sẽ lên cho bản thân đó là đồng hồ cát. Và như các bạn biết, Z mà gặp đồng hồ cát thì coi như chiêu cuối đi tong rồi các bạn ơi. Vậy nên là vị tướng này không được sử dụng thường xuyên trong ở mức danh này nhá. Căn bản là mình cũng thấy ít khi gặp vị tướng Z quá nên là mình khẳng định cái điều này. Còn nếu mà anh em có chơi thì mong các bạn thông cảm, cho mình xin lỗi. Bởi vì là mình chỉ nói cái quan điểm của mình khi mà mình bắt gặp vào trong những trận đấu mà thôi. Còn bây giờ tiếp tục tiến hành đi ganh này. Khi mà chơi Z được giữa thì chúng ta phải đi ganh liên tục đảo đường. Lee Sin chắc là đang ăn bùa đỏ đấy. Để xem Lee Sin có ăn bùa đỏ không. Chả thấy Lee Sin đâu các bạn ạ. Lee Sin ơi, ơ, bùa đỏ vẫn còn nguyên. Ô kìa, lạ vậy. Tiếp tục farm nha. Bởi vì hiện tại nếu mà bây giờ mình về ấy thì mình sẽ lên được cái kiếm ma. Nhưng mà bây giờ mà không farm thì phím một cái đàn lính to như thế này rất là phí phạm. Chúng ta cần phải chắt chiêu từng con lính một. Đấy, farm xong thì về thôi chứ còn mình ở lại cũng chả có tác dụng gì. Khi mà Ari bây giờ chọn cách ôm trụ rồi. Đứng đây nhây này. Đấy, tôi biến về ông rỉa tôi đi. Ari rỉa mình đi, rỉa đi. Không dám lên rỉa luôn. Ok, có cái ma rồi. Nên nhớ vị tướng Z rất là quan trọng với tốc độ di chuyển. Bởi vì các bạn có tốc độ di chuyển cao, các bạn sẽ có thể đảo đường được liên tục. Đi đảo đường hỗ trợ team được liên tục nha.
đừng chỉ đánh nhau sứt đầu mẻ chán ghê quá. Vừa xong là mình cũng nhìn thấy đó là Ari di chuyển lên đường trên. Có vẻ như Ari bắt đầu đi ganh rồi thì phải. Không nhìn thấy Ari đâu. Ari mất tích rồi. Để mình cắm mắt vào đây xem. À đây, Ari đây. Đấy, không cẩn thận thôi là bị nó úp ngay. Mình sẽ giới thiệu qua về từng thành viên một trong team của mình nha. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải chạy xuống đường dưới cái. Ui dồi ôi, mình tới đây. Khi mà Lee Sin còn nhiều máu, mình để ý qua là có đang có Javan. Javan không còn quá nhiều máu. Bỏ qua Lee Sin đi. Asaru Javan chạy được đi đâu bạn ơi? Chưa cuối vào, chạy đầu. Nào, đầu tư luôn tốc biến. Lên vã cho nó một cái. Đánh, lên bàn điểm số. Ok, liên tục lập công rồi. Quả thật vừa xong để mà dồn vào Lee Sin hơi bị khó nha. Khi mà Lee Sin nó còn nhiều máu quá. Thế là mình chi xét luôn Javan. Hiện tại thì team mình đang có Draven, đang có mình là chơi Z bộ trang phục hội tử thần. Ngoài ra có Darius, có cả Lulu vệ binh tinh tú và có Vi. Team bạn thì có Ania lửa băng, có Lee Sin, có Javan và có Zahin và có Ari. Đó là về team bạn. Nhìn chung là thì đội hình team bạn cũng là một đội hình cũng khá là cứng cáp đấy các bạn ạ. Nếu mà Lee Sin biết lên tù hoặc là Javan lên tù, còn Ania rất là khó chịu rồi. Mình chỉ sợ lát nữa team bạn lên hết cái đồng hồ cát, kể cả Ari team bạn nó thì toang. Chứ còn là Ari lên đồng hồ cát thì mình khẳng định là chắc chắn nó sẽ lên thôi. Thì cố gắng làm sao ép trận đấu này càng sớm càng tốt. Có cơ hội thì chúng ta cứ lấy cấu rỉa máu của trụ mà thôi, không lấy được trụ đâu. Mình sắp có chiêu cuối rồi. Nhưng mà Javan đứng dưới team bạn không lên cao. Thôi thì mình sẽ núp bụi ở đây và chờ đợi đây rồi. Leo vào, em đùa tí thôi. Nào, tung, tung phi tiêu. Úi giời. Cũng là cấu rỉa. Ari team bạn bắt đầu di chuyển lên đường trên rồi. Không được, mình phải theo chân ngay. À đây rồi, bạn chạy được đi đâu? Dồn luôn. Hay quá, chưa cúi thẳng vào mặt. Chạy hậu mình cái nào. Và sau đó là Ari chết nha. Càn quét. Phải bắt lẻ luôn. Được cái vừa xong là Vi team mình hỗ trợ rất là nhiệt tình. Hỗ trợ kịp thời. Và cái trụ đường giữa team bạn cũng mất luôn này. Mình rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Hy vọng rằng mọi người có thể cho mình xin tầm 10 giây thôi. Bỏ ra giúp mình 10 giây để có thể ấn vào nút like clip, kèm theo nút đăng ký kênh. Ngoài ra để lại cho mình một cái comment để giúp kênh YouTube mình tăng thêm tương tác, có thể phát triển trong tương lai. Và trong tương lai sẽ hứa với mọi người hoàn thiện và hoàn chỉnh, chỉnh chu được clip của mình hơn, đưa đến cho mọi người những cái phút giây giải trí, những clip thú vị và những cái phần review về bộ trang phục. Bây giờ chỉ cần mong các bạn cho mình xin tầm 10 giây, mọi người ấn vào nút like giúp mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với trận đấu này. Khi mà chiêu cuối của mình lại sắp có rồi. Ai sẽ là người may mắn để mình chiêu cuối vào đây? Nói chung là cứ phải chiêu cuối vào các mục tiêu chủ lực team bạn. Ví dụ như AD team bạn này. Bây giờ là không có mắt ở đây, AD team bạn lần này thì chết chắc rồi. Chết chắc rồi, AD team bạn nhìn đây. Chiêu cuối vào cái dồn lượt. Bốc cơ cho một đốt nhạc, giật bóng về. Đấy. Giật bóng về là cách chỉ cần kích hoạt chiêu cuối thêm một lần nữa thôi. Bắt chủ lực cực kỳ nhanh. Chứ còn nếu mà chúng ta đánh giết mà chúng ta một combo không giết được AD team bạn đấy thì nó quá thật. Quả thật là các bạn lúc đấy đang rất là thọt, rất là phế. Nào, mình tới đây cho mình vơ vét được không? Uầy. Mình vừa xong nhìn thấy Ari không còn quá nhiều máu đây này. Áp sát luôn, thịt luôn, chạy hộ một cái. Lên bàn điểm số. Và tiếp theo là Ania. Ania đừng cho chết luôn các bạn ạ. Mình quan sát qua mini map, các bạn nhìn thấy Lee Sin không? À, nó vào rừng mình à. Nó vào rừng mình đúng không? Anh ơi, anh vào rừng em làm cái gì? Rừng nhanh có sao anh không ăn? Sắp có chiêu cuối rồi. Nhưng mà thôi, không cần sử dụng chiêu cuối đâu, bởi vì đằng nào nó chặt chết. Thì mình quay đầu cái đít như vậy cơ mà. Nói qua về build đồ cho vị tướng Z cho mọi người. Đối với trang bị đầu tiên thì mình sẽ lên kiếm ma. Tiếp theo là dạ kiếm. Sau đó là lời nhắc tử vong, vũ điệu tử thần, giáp thiên thần. Và trang bị cuối cùng đó là phù phép. Phù phép mình sử dụng đó là phù phép này giúp các bạn có thể kích hoạt cái, các bạn sẽ được lướt lên phía trước một tí và các bạn bắn ra những cái gì ấy, bắn ra những viên đạn. Quả thật thì mình cũng quên mất cái tên gọi của cái phù phép đấy rồi. Thời điểm giữa game và cuối game, nếu mà có cơ hội thấy team bạn đi lẻ, các bạn cần bắt liền nha. Nhưng mà nên nhớ là bắt lẻ thì bắt vào những cái mục tiêu chủ chốt, chứ đừng có nhìn thấy đỡ đòn bắt. Ví dụ team bạn có Alita mà các bạn đi dồn chiêu cuối vào Alita là một sai lầm ấy. Còn bây giờ thì mình sẽ về và mình lên được thành công cái lần nhắc tử vong. Ok. Nào các bạn ơi, chờ mình nào. Chờ mình.
team bạn bây giờ là không dám lên cao rồi, bây giờ chỉ có ở trong nhà thôi. Thế là dòng vi team mình cũng kiểm soát được. Ôi các bạn ơi, chờ mình nào các bạn ơi, mình đang tới với tốc độ rùa bò đây. Nào Lee Sin, Lee Sin chết rồi à? Ania, ơi giời ơi, không kịp chạm vào luôn. Cha kịp làm cái gì ở đây? Đấy, Adi làm cái gì? Ui, hổ báo thật sự ạ. À, danh gì rồi mà chơi kiểu này? Chứ gì đã quét sạch team bạn luôn các bạn ạ. À, đáng ra là Ari chỉ ở trong trụ và sau đó sử dụng kỹ năng để dọn lính thôi. Không tin nổi là bạn ấy hồng hộc bạn ấy ra. Mình quan sát qua AD team bạn là người hồi sinh sớm nhất nha. Vậy nên đây là cơ hội của mình để có thể bắt được AD team bạn. Ok, xử lý xong hết toàn bộ con mắt ở đây rồi. Chỉ cần AD team bạn ra đây thôi. Hello. Hello, dồn luôn. Bốc cười trong một đốt nhạc. Và cũng như kết thúc trận đấu bởi vì team bạn đầu hàng mất rồi. Ok, đây là sức mạnh của vị tướng Z cho phiên bản hiện tại. Các bạn có thể vác và leo danh hiệu quả nha. Còn bây giờ thì chúc cho mọi người là một cái Tết thật là hạnh phúc, thật là vui vẻ, thật là ấm áp bên gia đình và những người thân yêu. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye mọi người.